Xin chào tất cả các bạn, trên màn ảnh chúng ta đây là dòng cái biến tần Sumri mà mình đã sử dụng cách đây khoảng 2 tháng rồi. Biến tần này là 6200W nha, 7000 VA, thì bên cạnh đó là một các quy 180A, 48V, hệ 48V nha. Thì cái biến tần này mình sử dụng cách đây khoảng 2 tháng, tất cả các cái tính năng đến thời điểm này sử dụng rất là ok luôn. Mình sử dụng hai bếp từ tầm khoảng 3600W, hai cái máy lạnh và tất cả các thiết bị điện trong gia đình. Đối với những ngày nắng ấy, thì hoàn toàn là chúng ta không tốn, gia đình mình không tốn bất cứ một cái đồng tiền điện nào từ điện lực, bởi vì khi nắng tốt nó nạp đầy vào trong cái ắc quy này. Thì đây là khối ắc quy rất là nặng nha, gần 100 kg đó, 180A, loại hệ 48V, cho nên lưu được khoảng từ 9 đến 9,5 kg điện. Và những ngày nắng tốt thì nó nạp đầy ắc quy này. Thì buổi tối mình sử dụng hai máy lạnh rồi tất cả các thiết bị điện trong gia đình, tủ lạnh, máy giặt và bóng điện rồi tivi vân vân, tất cả luôn. Thậm chí có những bữa mình hâm cơm qua đêm á, riêng cái nồi cơm không có tốn gần 2 cái điện rồi, mà chúng ta không tốn một cái đồng bạc nào, hay nói là tốn không hề tốn bất cứ một watt nào từ điện lực cả. Đấy, đó là cái hiệu quả rất là lớn. Còn riêng cái biến tần này thì nó tới 6200W đó. Đây là dòng biến tần Sumri nha, 6200W. Chúng ta thấy chạy rất là êm luôn, đây, quạt nó cực kỳ êm. So với dòng Sikatech trước đây mình dùng hệ 24V và 2400W đó, thì mình dùng con 48V này thì cái hiệu suất nó cao hơn, hiệu quả cao hơn, cái đó đều dĩ nhiên rồi. Nhưng cái quan trọng là mình thấy tất cả các cái linh kiện ở trong cái những cái dòng biến tần này nó cũng khá là giống nhau, đặc biệt là cái hệ điều hành chạy á. Dòng Sikatech này cũng rất là giống nhau. Và cái hiệu quả mà mình sử dụng 2 tháng nay thì do thời điểm này Cà Mau mình mùa mưa, cho nên là ít cái những ngày nắng. Thì đối với những ngày nắng thì chúng ta thấy là hoàn toàn là chúng ta không cần phải sử dụng tới điện lực. Rồi mình nói về cái ắc quy này. Đây là những cái ắc quy mà mình tự lắp đặt nha. Ắc quy này mình tự lắp đặt. Tổng cộng là có 48 viên viên pin S168. Viên pin S168 thì nếu chúng ta không biết thì viên pin S168 này á, đây là cái dòng pin mà chúng ta nhìn thấy cái 70A 3,2V, nhưng thực tế thì những cái viên pin này đã qua sử dụng rồi, nó chỉ còn khoảng 60A thôi. Thì mình lắp 3 viên thành một cell, thì 60A thì 3 viên nó 180A, tổng cộng là có 16 cell như thế này, 16 cái cell 1 là 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 16. Đấy, 16 cell. Và mỗi một viên này gần 1,8 kg. Thì nguyên cái khối này cả khung mạch và tất cả các dây điện rồi linh tinh nữa thì gần 100 kg, 3 người ginh rất là nặng luôn. Lưu trữ được 9,5 kg dây điện nha. Thì vừa rồi mình giới thiệu sơ qua về con biến tần Sumri mà mình mới mua ở đây cũng 2 tháng thôi. Thì nếu mà chúng ta có quan tâm đến con biến tần này, cũng như là chúng ta muốn biết cái sử dụng như thế nào, thì chúng ta cứ liên hệ với số điện thoại trên màn ảnh đi. Mình sẽ tư vấn cũng như là cung cấp cho chúng ta cái dòng biến tần này. Hy vọng là với những cái kinh nghiệm của mình có được thì mình sẽ giúp đỡ các bạn trong vấn đề sử dụng năng lượng mặt trời, đặc biệt là đối với những bạn mới vào nghề. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.